tổ chức sự kiện ở việt nam hiện nay đang rất là tiềm năng tại sao mình lại nói tiềm năng bởi vì như các bạn biết là hiện nay cái nhu cầu của mọi người về việc là có các sự kiện nó không chỉ dừng lại là sự kiện của doanh nghiệp nó không còn chỉ dừng lại là sự kiện của cộng đồng nữa mà kể cả ngay bản thân chúng ta những sự kiện cá nhân chúng ta cũng có nhu cầu thế thì điều đấy nó dẫn đến là À, khi mà có nhu cầu thì đương nhiên là sẽ có cái việc là sẽ cần phải có cái nguồn nhân lực để cung ứng cho những nhu cầu đó thứ hai nữa là xu hướng hiện nay thì các doanh nghiệp đều nhìn thấy rằng là cái việc uh, triển khai các hoạt động các sự kiện là những cái uh, hoạt động mà nó có thể mang lại được rất nhiều giá trị cho doanh nghiệp đến từ sự kết nối đến từ cái việc là thông qua các sự kiện thì khách hàng hoặc là công chúng sẽ biết đến doanh nghiệp nhiều hơn. Thế cho nên là họ cũng sẽ có cái sự đầu tư rất là nhiều vào cái nhu cầu này. Thế thì với mình thì mình cho rằng là đây là một cái ngành mà nó rất là tiềm năng và Việt Nam cũng đang có một cái bước phát triển khá là nhảy vọt với cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì đúng như là Ngọc Thịnh có chia sẻ ở trong cái thời điểm như là chúng ta vừa mới đi qua đại dịch thì hẳn nhiên là khi mà một cái nền tinh kinh tế nó bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì các cái doanh nghiệp cái tốc độ phát triển cái ngân sách dành cho các hoạt động nó cũng sẽ giảm đi nhưng mình cho rằng đấy là một cái sự nén của nhu cầu thị trường thôi còn bây giờ khi chúng ta quay ngược trở lại thì nó sẽ là một cái cú hích nó là một cái sự phát triển nó là một cái sự thay đổi và một cái sự đòi hỏi rất lớn về à, cái nguồn nhân lực cho ngành này về um, tuyển dụng nhiều quá thì uh, cho chị có mấy một góc nhìn của một người uh, làm trong ngành đi ha thì chị đang thấy rõ ràng đúng là năm nay cũng sẽ là một năm hơi khó khăn chút cho ngành tổ chức sự kiện một chút xíu bởi vì cơ bản cái thị trường kinh tế nó sẽ khó khăn cho nên là những cái dự án về tổ chức sự kiện nó cũng sẽ ít đi khá nhiều cụ thể hơn là các em có thể thấy từ đầu năm cho tới thời điểm sau tất giữa năm nữa thì những cái chương trình festival hoặc là những chương trình dự án shows rồi entertainment hoặc là kể cả những chương trình giải trí đó, nó cũng sẽ ít đi một chút và hoặc là nó cũng sẽ diễn ra nhưng sự đầu tư nó sẽ giảm đi đáng kể bởi vì sao thị trường tinh, kinh tế toàn cầu nó cũng đã ảnh hưởng đáng kể thì ảnh hưởng tới cái câu chuyện là chúng ta sẽ không có đủ ngân sách để chúng ta có thể tổ chức ra những cái dự án bung tiền hết nứt để có thể để cho các bạn được trải nghiệm thì cũng tương tự như thế thôi nó vẫn phải diễn ra bởi vì đó là nhu cầu thiết yếu vì nó phải cần có để phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của việc mà nhãn hàng người ta cần để mà tiếp cận tới người tiêu dùng tuy nhiên đương nhiên là nó cái quy mô nó sẽ không được lớn hơn cái, 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 cái việc mà chúng ta đã từng thấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một chút cho tới ngành tổ chức sự kiện của các bạn ờ, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái vấn đề về, về thời điểm thôi chỉ có điều là gì chúng ta cũng thấy được là cái ngành này vẫn vẫn luôn luôn là hot bởi vì sao cái việc tuyển dụng các em thấy là trong một cái sự kiện có bao nhiêu người có thể phải chạy nó rất nhiều người vì vậy việc mà họ cần nhân sự để mà có thể hỗ, hỗ trợ cho họ ra hoạt động cụ thể ở những vị trí đó đều luôn luôn là những cái nhu cầu rất là nhiều thì chúng ta sẽ có một cái sự khác nhau ở chỗ là gì nó sẽ khó khăn hơn đó là doanh nghiệp sẽ rất là khó để tuyển dụng những người thật sự ổn định ừ. với thế hệ của các bạn các bạn sẽ rất dễ bay nhảy và rất dễ cảm giác hứng thú với những điều chúng ta thấy bởi vì khi các bạn làm ở trong một doanh nghiệp thì chắc chắn khi các bạn làm ở một vị trí nó sẽ rất là chán bởi vì sao vì chúng ta làm ở vị trí thấp nhất có thể là chúng ta những cái công việc chúng ta sẽ không ưa thích thật sự thật chất là như vậy có khi mà cái người sếp của các em nếu mà người sếp của em rất là xịn hoặc là rất là biết cách thì có thể sẽ cho các em cái sự thoải mái và cái sự đa dạng khi các bạn được va chạm với những cái vị trí hoặc là những cái công việc khác nhau để các em có thể có sự y, có rất là nhiều thứ các em trải nghiệm nhiều hơn